Hey, chào các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Mình mới kiếm được cái gốc cây. Tại vì mình thấy cái gốc cây này nó có cái bọng bọng á. Mình tính mua về cho mấy con mèo nó chơi, cho nó trèo rồi nó luồn lách ở trong chơi cho vui. Cái này là tại mình ở chỗ gần cái mấy cái người mà họ mua cây về để họ trụm cái họ nấu làm cái kẹo dừa các bạn. Cái chỗ này tập kết củi với cây này rất là nhiều. Mình đi ngang qua mình thấy cái cây có cái bọng đẹp, mình mua về. Mà nó ngộ nha, cái cây này nè có một cái khúc nó sao nó có cái mùi cái vị gì mấy con mèo này khoái gặp lắm này, nó khoái ngửi khoái liếm nữa. Để coi chút này các bạn coi mấy con mèo mình nó liếm nha, nhất là cái con trắng vàng này nè, nó khoái cái chỗ đó đó, lạ thiệt đó, chung cái chỗ mà là một bên thôi không hiểu luôn, nó có cái vị gì mà nó khoái vậy lắm. Cây này là bên trong nó bọng, chỗ này nó có cái cửa nè. Mình mới có ý là mình mua về cho mấy con mèo nó luồn lách chơi. Tại mới nó còn nhát á. Nó trên kia có cái bọng á, con trắng vàng nó khoái nên tính chui đầu vào trong nè ha. Cái bọng nó thông xuống dưới luôn á. Bên này cũng có một cái bọng nữa nè. Đó, cái chỗ nó cúi đầu xuống có cái bọng đó. Mà cái chỗ đó đó nó có một cái mùi cái vị gì đó mà mấy con khỉ này nó khoái vậy lắm. Đó rồi đó. Con này bắt đầu nó ngửi ha, nó liếm ha. Mà nó chỉ có cái chỗ đó thôi nha, nó chứ không phải mấy cái chỗ lớn kia nó không có, nó chỉ có cái chỗ đó à, lạ. Cái khu queo vậy mà nó liếm. Không hiểu luôn. Bình thường là ví dụ như nước nó mới liếm, chứ còn cái cây khu queo này không có cái vị gì đó mà nó khoái. Chú này có con út lan cũng khoái luôn, nó biết luôn nè. Rồi con sâm lớn nữa nó cũng biết cái vị này luôn. Ok, liếm khí thế không, muốn cạp luôn mới ghê chứ. Không hiểu luôn. Không chừng chỗ này có trầm hương quá. Chỗ này mà có trầm hương là mình giàu to luôn. Thank you.
Rồi bây giờ tới lượt con Út Lan này, nó cũng khoái nữa nè. Nó biết chỗ đó có cái mùi gì đó nên nó khoái nữa đó. Út Lan này thì nó không có liếm, nó ngửi thôi, với lại nó giống như kiểu là nó âu yếm cái chỗ đó đó. Còn con trắng vàng nó liếm luôn. Nó vẫn biết cái chỗ đó có cái mùi gì đó. Cõi người đó kìa, khoái chí cái chỗ đó. Rồi, còn đây là con sám lớn nè. Sám lớn nó cũng khoái cái chỗ đó luôn. Nó lăn lộn rồi muốn cạp cái đó luôn á. Khoái dữ nhất là trăng vàng, liếm khí thế luôn. Giờ bốn cặp ha, lạ. Mình thì mình thích cho mấy mèo chơi mấy cái mà tự nhiên, thiên nhiên hơn, hoang dã hơn. Nó hợp với cái bản tính của nó. Nó thuộc dạng giống như là báo nè, hổ nè, beo nè. Nó ná vậy thôi, nên nó khoái những cái thiên nhiên. Sám này cũng khoái chỗ đó nè, lăn lộn chỗ đó nè, lạ. Rồi, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.